Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái hệ đồng hồ. Đó, đồng hồ để tắt bật đây nè. Có nhiều cách để sử dụng cái đồng hồ này. Chủ yếu là để nó bật tắt điện theo ý của mình. Ví dụ như là mình muốn bật tắt cho cái chế độ phun sương ở nhà quán cà phê, hay là bật tắt tưới bếp hẹn giờ vì khi giếng mình nó cạn nước, hay là một số vấn đề khác mà theo nhu cầu của mình, vân vân và vân vân. Đây là cái bộ đồng hồ tắt bật. Cái này điện nó đi vào, còn lại số 1, số 2 điện đi vào và số 3, số 4 điện đi ra. Cũng là số 2 và số 3 là một chân, và số 1 và số 4 là nó được từ cái bộ này nó tạo thành một cái công tắc, nó tự động, nó hẹn giờ cho mình. Và cái bộ công suất của nó thì ở đây nó sử dụng được là 25A và điện vào là 220V. Đồng hồ này có tên là Electron Time. Và chúng ta muốn điều chỉnh nó như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy. Đầu tiên á, trước khi mình muốn hẹn đúng thời điểm của mình, trước tiên thì chúng ta phải đưa về giờ thực, cũng là giờ thực mà mình thường kia đấy. Bây giờ mình sẽ reset nó lại nha các bạn nha. Để reset được cái đồng hồ này, chúng ta bấm vào cái chỗ nút C này này. Đấy, nút C này. Đấy, nút C này này. Đấy, bấm vào đây nó sẽ về đã trả về lại số 0 cho mình nha. Đấy. Đấy. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cài đặt cho nó. Gọi là cũng có rất là nhiều loại đồng hồ cũng giống như thế này, nhưng mà cái phím nó lại khác nhau. Có khi là phím đỏ nó nằm đây. Đấy, nó lệch nhau. Nhưng mà theo cái đồng hồ này thì các bạn chỉnh như thế như sau. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ có cái phím của đồng hồ. Có nghĩa là mình phải đây là cái phím đồng hồ mình đã là để chỉnh cái giờ thực. Đó. Còn cái này là P, có nghĩa là để cài đặt chế độ hẹn giờ cho nó. Đó. Còn đây là về phím chỉnh giờ. Và đây là về chỉnh phút. Đây là chỉnh thứ. Đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chỉnh như sau. Đầu tiên mình sẽ chỉnh đúng vào giờ thực của nó. Bây giờ là 10 giờ 20 nhé. Bây giờ mình bấm 10 giờ 20. Là mình bấm giữa phím cái chỗ đồng hồ này các bạn nhé. Bấm vào đây. Rồi sau đó mình giữ 10 giờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 10 giờ. Và mình 10 giờ 20. Rồi. Như vậy là nó đã về đúng giờ thực của mình. Và hôm nay là thứ ba. Thứ ba. Hôm nay là ngày 15. Ngày mai là ngày 16, vậy là hôm nay là thứ tư, ngày mai là thứ năm. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại thứ cho nó. Monday, today, Friday, Wednesday, today. Đấy, mình chỉnh làm sao cho nó đúng như vậy nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi. Đây là theo kiểu mình chỉnh để mình tới râu, có nghĩa là giờ mình tới râu của mình ý, thì nó rất là cần là nhiều giờ để nó tắt bật trong một ngày, có khi là nên phải 40 lần. Nhưng mà nếu mà không có cái này thì mình công tắc cơ thì nó không được chính xác bằng công tắc điện tử như vậy này, nên mình mới làm cái này trong bộ trồng rau. Như vậy là cái đồng hồ trồng rau của mình ý, thì nó sáng tới chiều mình cài đặt như sau. Rồi mình chia như sau nha. Rồi mình chia như sau nha. Vậy là trồng rau sạch của mình ấy thì nó mình sẽ chia ra làm như vậy nha. Thứ nhất là nó khoảng sáng này. Khoảng sáng.
khoảng sáng là từ, có nghĩa là từ 6 giờ cho đến 11 giờ. À, 11 giờ nha. Có nghĩa là 10 giờ rưỡi là 11 10 giờ rưỡi đến 11 giờ, đó là khoảng sáng nha. Rồi khoảng trưa. Thì từ 11 giờ, có nghĩa là từ 10 rưỡi đến 13 giờ 30 là 1 giờ rưỡi á. À, và khoảng chiều thì từ 13 giờ 30 tới 5 giờ chiều. Đấy các bạn ạ. Đấy, nó có khoảng tối nữa. Khoảng đêm. Khoảng này thì có hay không thì nó không quan trọng. Không quan trọng lắm nhỉ. Đấy, tại sao mình lại chia như vậy? Vì cái khoảng sáng ấy, thì trời nó mát, mình chỉnh thì làm sao để nó rau nó hấp thụ được tốt hơn. À, với là khoảng trưa thì trời nó thế nào thì lúc đó mình sẽ chỉnh cho nó hợp lý hơn. Đấy, khoảng chiều thì nó như thế nào? Thì thế mình chia ra làm 3 khoảng. Như vậy để chia như vậy thì chúng ta đặt giờ như thế nào? Thì bây giờ chúng ta đặt giờ nhé. Người là bắt đầu từ mình sẽ sáng thì nó có khi là từ 7 giờ này. 7 giờ 30. Đó, là trời vẫn còn đang rất là mát. Nên mình cài đặt nó là 7 giờ 30 cho một lần nó bơm tới 8 giờ nha. Người là 7 giờ 30 này. Mình bật cho nó là xin lỗi các bạn nhé, không phải 8 giờ nhé. 7 giờ 30 là cho nó bật nhé. Người là bật này. Rồi nó tắt này. Tắt là 7 giờ 32 phút nha. Có nghĩa là nó chỉ bơm trong 2 phút thôi. Đấy. Và sau đó tiếp theo mình sẽ đặt khoảng 8 giờ. 8 giờ đến 8 giờ 02 phút nhé. Có nghĩa là nó bơm 2 phút. Rồi bắt đầu mình sẽ tăng dần. Có nghĩa là 8 giờ. Mình không có cắt nó dài hơn 30 phút nữa, mà bây giờ mình cho nó hạ xuống 15 phút nha. Có nghĩa là 8 giờ 15 phút. Rồi nó tắt 8 giờ 17 phút. Đây các bạn ạ. À, có nghĩa là mình làm tới tới 10 giờ 30. À, nó tắt là 10 giờ 33 chẳng hạn, cho nó bơm 3 phút đi vì trời nó nóng rồi á. Bắt đầu từ 11 giờ. 11 giờ thì cho bơm liên tục hơn nha. Nghĩa là bơm vẫn 15 phút, cách 15 phút nhưng mà cho nó bơm dài lên ra. Tại vì mặt trời đã lên cao rồi, nó rất là nóng. Nên mình sẽ đặt giờ 11 giờ đúng này, nó bơm này. Và nó sẽ tắt là 11 giờ cho 15 phút. À, có nghĩa là nó sẽ chạy 15 phút. 15 phút nó nghĩ là 11 giờ 30. Nó sẽ tắt là 11 giờ 45. Nha. Rồi tới 12 giờ. 12 giờ thì cho nó chạy 00 đến 12 giờ. 12 giờ nha, 12 giờ 15 nha. Ừ. Tới 13 giờ 30. Đấy, mình chỉnh làm sao tới 13 giờ 30. Ừ. Rồi 13 giờ 45. Rồi bắt đầu về lại từ 13 giờ trở đi thì mình là 2 giờ. 2 giờ chiều là 14 giờ đó. 14 giờ đúng không? Thì mình cho nó bơm lại 14 giờ 02. Đấy, mình lại đi tiếp theo như vậy. Mà đến gần buổi chiều bạn nhớ nha, có nghĩa là 4 giờ chiều bắt đầu mình thu rau. Là 16 giờ đúng. 16 giờ 00 này. Là mình sẽ cho nó bơm khoảng 15 phút. Là 15. Đấy. Như vậy là để rau nó phải tươi. Có nghĩa là nó nạp đủ nước thì nó sẽ tươi và tới sáng là mình cắt là nó không bị héo. Đấy. Và là 16 giờ 30 nữa. Vì buổi chiều rồi nó mát rồi thì mình cho nó xa hơn một xíu cũng được. Ừ. 16 giờ 31. 32 nhé. Đấy.
và cái khoảng đêm này, đây là cái khoảng khoảng sáng này, tính ra đây là 1:15 tính 3 giờ, đây khoảng trưa này, trưa này, và đây là sáng này nha, và đây là bắt đầu chiều này. Đấy, các bạn, và lại khoảng đêm nữa, tối á, tối thì cần thiết thì chúng ta cho nó bơm nửa đêm vào 0 giờ đến và 0 giờ 01 đó, để cho nó tạo cho nó ẩm ẩm cái bộ rễ là được rồi, chứ không cần thiết phải, một là có thì càng tốt, còn không thì không không sao cả. Đấy, và chúng ta sẽ cài đặt làm sao, chúng ta chia ra vì nó còn 18 chế độ. Mình tính ra này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mới có 10 đúng không các bạn nhé. Cái này có 18 chế độ lận. Có một số cái motor khác thì nó lại cái đồng hồ khác thì nó lại nhiều hơn nhé, hoặc là ít hơn, có cái 16 thì mình chia làm sao cho nó đủ đấy, là rau nó không bị kia, với lại mình chỉnh làm sao nó ít mà lại có thời gian nhiều á, thì mình chỉ cần bật 1 phút thôi, nhưng mà nó lại bơm liên tục, như là 10 phút một lần hoặc là 15 phút một lần đó, hoặc là 5 phút thì một lần nó bơm 1 phút. Như vậy thì mình sử dụng hai cái đồng hồ, một là chạy sáng, hai là chạy chiều, với trong ngày nó sẽ có thể chạy 40 lần tắt bật, thì tiền điện của chúng ta nó sẽ rất là giảm, và lại rau chúng ta nó không bị héo đó. Chứ mình đặt thừa quá thì tiền điện nó sẽ cao. Trong 1 tháng thì tiền điện mà nếu mà chạy một xào chắc không tới 100 ngàn đâu các bạn ạ, nó rất là rẻ, và lại cái độ chính xác nó rất là cao, tháng nào cũng ra bằng đó, chứ không thể có tháng này nhiều tháng này kia ít được. Đấy. Đây, bây giờ chúng ta bắt đầu cài đặt nha, để cho các bạn xem nha. Đây, hồi nãy là mình đã cài đặt đúng giờ chỗ rồi đấy. Nó hơi tối phải không các bạn ạ? Đây, đấy, hồi nãy là mình chỉnh là sáng này, sáng thì bắt đầu mình chỉnh nha. Đây là một này, bạn thấy một không? Đấy, đấy, một nha. Bây giờ là một là bắt đầu từ 7:30 là bắt đầu nó sẽ bơm nhé. 7:30 mình chỉnh như là 7 giờ này, 5, 6, 7, đấy, 7 giờ, đấy, 7:30. Đấy, đây là nó lúc ấy nó bật nhá, cũng là 7:30 là nó sẽ bật nhá. Rồi tắt thì chúng ta sẽ bấm thêm một lần nữa, đây là hồi nãy là on, bây giờ là off đúng không? Đây, bây giờ là cái này off là nó tắt này, hồi nãy là 7:30 thì bây giờ mình cũng cũng đặt 7 giờ nhá, qua mất rồi các bạn ạ. Rồi 7 giờ nhá, hồi nãy là 7:30 đúng không? Mình sẽ cho nó chạy khoảng 2 phút thôi, là 7:32. Đấy, rồi xong một cái lần bắt tắt bật lần thứ nhất nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tắt bật lần thứ hai. Đó là số 2 đúng không? Đây là on. Chúng ta hồi nãy là 7:30, còn bây giờ thì cho 8 giờ này. Đấy, 8 giờ nó bật đúng không? Bây giờ là tắt này. Tắt thì 8 giờ. 8 giờ 2. 1, 2. Đấy. Như vậy thì chúng ta cứ làm như thế, chỉnh như đồng hồ đến khi nào hết 18 lượt. Bây giờ là lượt thứ hai này, thứ ba này, thứ tư này, thứ năm này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12 này, 2 này, 3 này, 4 này, 15 này, 16, 17 này. Đây đồng hồ này chỉ có 17 thôi. Có một số loại đồng hồ là 18 lần. Có một số loại đồng hồ là 16 lần. Đối với trường hợp này thì có một chỗ nữa các bạn nên chú ý. Ví dụ như đây này, cái thứ ở trên này, các bạn thấy không? Có nghĩa là mình vẫn có thể hẹn được, cũng như là mình tránh không phải là ngày nào nó cũng bật tắt như vậy. Đối với trồng rau thì mình cần thiết là phải tất cả,
là thứ hai đến chủ nhật và lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng mà có một số người thì họ có khi là họ cần thứ hai là bơm, nhưng mà đến khi thứ ba thì họ cũng không cần bơm nữa, mà thứ tư thì chúng ta cần bơm. Ví dụ như chúng ta cài đặt trong cái vườn ươm giống á, ví dụ như 3 ngày chúng ta muốn tưới một lần thì đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh như sau. Đấy, bây giờ là đó, ngày thứ này đó, bây giờ là chọn này đó. Đó, nó tạo thành lẻ, ngày lẻ này. Có nghĩa là thứ hai, thứ tư, thứ năm nó sẽ bơm cho mình. Đấy. Đó, và để lại lệch lại, có lại thứ ba. Thứ ba, thứ năm này. Thứ bảy này, đó. Đó, còn bây giờ là 3 ngày đầu này, có nghĩa là thứ hai, thứ ba này, còn thứ thứ tư, thứ sáu, thứ bảy thì nó nghỉ nha. Đấy, còn và đây là ngược lại đúng không? Đấy. Còn đây là mỗi thứ hai thôi này. Đấy. Đấy, thứ ba thôi này. Đấy, thứ tư thôi này, đó, như vậy đó. Đó. Còn đây là tất cả các thứ mình sẽ để ở chế độ này, tại vì mình trồng rau mà, có nghĩa là lúc nào nó cũng phải bơm liên tục cả ngày. Đó. Và mỗi thứ mỗi năm nhá. Đó, cho cần liên tục chứ không thể một ngày một người nghỉ được. Cái này không phải tùy theo mình sử dụng nha. Rồi. Chào các bạn nha. Mình video này cũng hơi dài dòng một xíu nha. Các bạn thông cảm tại mình không thể làm nhanh được. Với một số trường hợp để các bạn muốn ghép này nha. Các bạn muốn ghép mà chúng ta phải cuộn cái dây ghép này, mình sẽ hướng dẫn cho luôn cho kèm theo cái điều này nha. Các bạn cố gắng coi nha. Để mình cần có một cái máy khoan này. Máy khoan với lại một cái đũa này, mấy cái đũa này để mình cuốn vô cái cây ghép này. Nó cũng chi rất đơn giản, mình cắm điện vô. Mình cắm điện vô là máy chạy rồi này. Đó, máy chạy rồi nha. Mình lấy một cái đũa nha. Đây, mình lấy một cái đũa như vậy, mình lắp vào máy khoan nhé. Rồi xong nha. Bây giờ là cái máy khoan là mình đừng có để cho nó chạy xuôi mà chạy ngược nha. Chạy thế này là mình khi mình ghép là nó khó. Phải chạy ngược. Đó, mình để tay vào đây như thế này. Đấy, là cho mình nó quay thôi. Chào mọi người nha.